Hello, chào mọi người, lại là mình đây nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ nha. Hôm nay thì mình sẽ review cái game là Yasuo 2048 nha mọi người. Đây, cái tên game là Yasuo 2048. Đây là lấy tên của nhân vật của tướng Yasuo trong Liên minh huyền thoại ha mọi người. Thì cái kiểu này nó dựa theo trên kiểu phiên bản của game 2048 ha. Thì mọi người xem là nó có đó những cái kill. Thường thường mình những đây là cái thực chất là cái game này là game mình do tự mình làm luôn đó. Thì mọi người có thể thấy là tất cả những hình ảnh này đều là các kỹ năng của Yasuo, các đòn đánh thường, các kỹ năng nội tại, rồi có cái thiêu đố. Đây mình thấy là đang đây là cái chiêu đầu tiên của nè, chiêu đầu tiên của Yasuo nè đó, rồi đánh thường nè. Cái này mình dựa theo kiểu game liên minh tốc chiến nha mọi người, Yasuo 2048 kiểu liên minh tốc chiến ha. Thì các bạn có thể tải về chơi thử coi, mình sẽ đã gửi cái link này trong 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 ngay trong video này á. Thì nó dựa theo cái tuần tự combo, một cái combo khi đánh khi dùng Yasuo trong liên minh tốc chiến nha mọi người. Đó, đầu tiên là các bạn đánh thường, hai cái đánh thường nè, hai cái đánh thường thì bắt đầu cái nội tại ha, hai đánh thường bắt đầu nội tại. Rồi sau đó là hai cái nội tại thì các bạn ra định phải chiêu quy chiêu đầu tiên đó. Đây đó, chiêu quy chiêu đầu tiên, hai cái quy đầu tiên bắt đầu là mình bị giật sét, giật sốc điện. Rồi sốc điện bị giật thì bắt đầu lướt e thiêu đốt. Hai cái thiêu đốt bắt đầu từng gió nha. Đó, các bạn chơi kiểu giống như các bạn đang dùng xài công nguyên cái combo của Yasuo á. Thì hiện tại giống như mình lấy cái bản ngọc là bản ngọc và sốc điện nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Ai mà thích chơi kiểu liên minh của liên minh tốc chiến mà thích chơi Yasuo thì có thể tải game này về chơi thử coi sao. Cái này chỉ là vui mô phỏng kia vậy thôi nha mọi người. Đó, sao? Mình sẽ cố gắng tạo một số cái con game khác về liên minh huyền thoại tốc chiến ha. Ví dụ như là Z hay này, Gven hay là Garen này kia thì nó cũng sẽ gần tương tự như vậy nè. Ok, mình sẽ cố gắng chơi cho đến khi cuối cùng hình ảnh cuối cùng là hình ảnh gì ha. Hiện tại thì hai cái quy thường bị giật điện ha, sốc điện. Đó, nội tại nè, quy thường nè, sốc điện nè, lướt e vào nhào vô người ta thiêu đốt nè. Đó, thiêu đốt xong bật từng gió ha, từng gió xong một cái mới tốc từng gió xong tốc biến nha. Nó tốc biến hai cái, để coi cái hai tốc biến này trở thành cái gì ha. Nội tại tiếp, nội tại đó, nội tại bắt đầu nội tại tiếp đó, nội tại tiếp rồi bắt đầu là quy quy xong rồi cái quy xong rồi giật sét, giật sốc điện, đánh thường đó. Các bạn cứ kiểu chơi combo kiểu vậy, combo nguyên con tướng, combo của Yasuo á mọi người, của đấng á. Cái này là game này do mình tự làm nha mọi người, mình có để cái link game á, cái link game trên của CH Play của dành cho Android á, mọi người có thể tải về chơi thử ha. Đó, đánh thường, nội tại hai cái nội tại quy quy xong rồi giật sét ha. Tại mình đánh thường rồi mình quy cái nữa, rồi mình đánh thường cái nữa là nó bị dính cái combo, nguyên cả hai cái combo là nó sẽ bị bắt đầu giật sốc điện này đó. Đó, bạn gắng chơi thử coi sao, mình sẽ cố gắng chơi thử cho mọi người xem ha. Bắt đầu mình đã có hiện tại là tốc biến rồi đó. Đây hai mình đã có hai cái thiêu đốt rồi nè, hai cái đốt thì được, bắt đầu mình bật từng gió lên ha. Mình thiêu đốt xong mình bật từng gió lên, mình đánh năng combo đó. Các bạn giống như chơi game này các bạn đang tưởng tượng đang đang đánh nhau vậy. Ok đó đó, sốc điện nữa nè,
sóc đợi các bạn bật cái thiêu đốt lên. Nội tại sóc điện nội tại, nhưng mà đánh thường nữa, đánh thường quy xong rồi bắt đầu giật lại, giật sóc điện nữa, y hệt như các bạn đang đánh nhau vậy, đang đánh nhau trong trường game vậy. Đánh thường rồi dùng nội tại các bạn di chuyển đó mọi người. Đây là con game mình tự tạo nha, dựa theo trên game 2048 nha, nhìn cũng chắc lắm mọi người. Có hình đây, sóc điện này. Này. Sóc điện nằm đây rồi, sau khớp điện thì bắt đầu lướt qua e, lướt e. Đây sóc điện nè, lướt e nè, lướt e xong thiêu đốt nè, thiêu đốt xong bật tường gió nè. Đó, bật tường gió xong các bạn tốc biến nè, tốc biến xong rồi các bạn quy gió thêm lần nữa, chém gió mượn thêm lần nữa ha. Rồi chém gió lần nữa à, rồi sau nữa đây nè, sóc điện nè, thiêu đốt nè. Để coi khúc cuối hình ảnh gì ông Yasuo nó sẽ như thế nào cho mọi người xem ha, mình sẽ biểu diễn cho mọi người xem ha. Mọi người ơi, mọi người có thích game này thì mọi người có thể yêu cầu mình làm một cái con game tương tự ha. Ví dụ như là thích, bạn thích chơi con gì á thì các mình có sẽ tạo ra cho mọi người tương tự cho mọi người ha. Mình có còn tạo một số cái game kiểu như game bún đậu mắm tôm hay 2048 á, thì mọi người có chơi thì mọi người nhớ ủng hộ ha, mọi người ủng hộ giúp mình ha. Cái này nó toàn màu xanh không mà nên là khó, mọi người phải nhớ, khó hơi bị khó nhớ. Đó, lướt e xong rồi thiêu đốt ha, thiêu đốt rồi bạn bật tường gió, tường gió thôi các bạn, sóc điện ha. Đó, sóc điện nè, sóc điện không lướt e rồi đánh thường, rồi có nội tại di chuyển, nội tại các bạn phải di chuyển ha, nội tại lướt e tiếp rồi lại thiêu đốt, farm lính nha, kiểu farm lính á đó. Này kiểu giống như hệ trong game mình đúng không ạ? Đó, đó, bắt đầu lướt e tiếp. Lướt e xong bật thiêu đốt ha. Mình tốc biến rồi, mình bắt đầu mình quạt chiêu chiếm gió thứ hai rồi. Để cho nó bị hất tung. Hất tung thì chắc khi hất tung bắt đầu mình phải chăn chối liền đúng không? Để mình chờ coi. Lướt e nè. Vẫn chưa đủ điều kiện đó mọi người. Mình phải làm một lần nữa. Đó. Nội tại đỉnh gọi đến thường. Đến thường rồi xong rồi giật xét, giật sóc điện. Sóc điện xong lướt e. Lướt e xong rồi cái thiêu đốt. Thiêu đốt xong bật tường gió. Bật tường gió xong nhảy tốc biến. Đó. Đánh thường tiếp, đánh thường không rồi tội tại di chuyển đó, rồi quay quy đó, vậy đó, kiểu gì combo, kiểu combo của Yasuo vậy mọi người. Đó, lướt e tiếp nè, tội tại nè, quy nè, ra được cái giật xét kìa đó, quy tiếp. Mình có tạo một số game như game bún đậu mắm tôm hay bún bò như kia, mọi người có thể tải về chơi thử ha. Thì mình có thể tạo một số cái game khác dựa theo hình ảnh, các bạn thích hình ảnh nào mình làm cho hình ảnh đó ha. Đó ha. Rước qua đây. Cái này mình cũng không có nhớ rõ là mình đã làm như thế nào, cái
cái cách như nào nên là nó cũng hơi lâu lâu nó cũng hơi bị lỗi chút xíu thôi. Mình cũng chơi cái game này cũng không có giỏi lắm. Nè, qua đây, lướt xuống đây, lướt E rồi. Bây giờ nội tại tiếp nè, di chuyển. Này dễ thua lắm á nha. Nội tại nè, sốc điện nè. Rồi xong. Xuống đây nè, sốc điện nè. Sốc điện không rồi, lướt quy, tức e nè. Rồi làm gì? Thiêu đốt nè. Thiêu đốt rồi làm bật tường gió nè. Đó, bật tường gió rồi đó. Bật tường gió không rồi, lại quy nè. Đó. Sốc điện nè. Lướt quy, tức e nè. Đó. Ở đây. Ngay đó, ngay đó, đây đây, ông nội. Nội tại nè. Nội tại không quy thêm lần nữa nè. Quy xong sóc điện nè. Không lướt e nè. Lướt e xong rồi thiêu đốt nè. Đó. Rồi xong xong. Thiêu đốt rồi xong chưa được. Hai cái sóc điện nè, hai sóc điện thì một cái quy lướt e nữa nè. Hoặc là cái gì đâu mình không nhớ cái chiêu đó chiêu gì không quên mẹ tên nè. Mọi người có thể tải về chơi thử nha, ai là fan hâm mộ của đấng thì mọi người tải về chơi thử coi sao. Đó, phải nhớ các bạn nhớ combo nó, combo tướng của mình đó, combo đánh nhau nó thua rồi. Ok thì à, mọi người ơi, mọi người có thể tải game này về chơi thử nha, này đánh thường nghe mình dựa theo chiếc phiên phiên bản tốc chiến đó, mọi người Yasuo tốc chiến đó. Mọi người tải về chơi thử nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình.